Hi, xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong livestream của DK Brow Beauty ngày hôm nay. Hôm nay thì mình vừa mới làm được cho bạn Hân, một bạn chắc không mọi người không hề là thấy xa lạ đúng không? Hân đã từng Hân là trước đây là em phun ở nơi khác này, xong bắt đầu là biết chị là chị xóa lông mày cũ cho em và làm điêu khắc, xong rồi sau đấy thì em lại nâng cấp lên hair shop. Bạn Hân thì của nhà chồng được nên là bạn ấy muốn thay đổi lúc nào thì mình điều chỉnh bạn ấy lúc đấy, và bây giờ là một cặp lông mày mới với diện mạo mới dành cho bạn Hân. Ngày xưa thì bạn đã từng làm điêu khắc rồi, thì cách đây mấy năm rồi nhỉ? 2018 hơn 2 năm đúng không? Bây giờ là cuối năm 2020 rồi, và Hân cảm thấy như thế nào so sánh giữa cái điêu khắc và bây giờ chuyển sang hairshop thì có sự thay đổi khác biệt gì không? Trước tiên là em thấy sợi nó bay bổng hơn, trông nó tự nhiên đẹp hơn, nhìn rất là thích. Đấy cũng chính là lý do mà bắt là chị cún nặng là phải xóa cái công lông mày cũ đi để làm sang cái lông mày mới này, bởi vì là sợi rất là tự nhiên. Cứ mỗi thời gian lại thấy là lông mày của chị cún làm càng ngày càng đẹp, nên là phải update luôn để bản thân mình lúc nào cũng được cái lông mày đẹp nhất. Còn về kiểu dáng thì đấy, em mới cắt lại mí cũng được khoảng tầm 2 tháng nay, thì cái dáng lông mày cũ thì nó không phù hợp với cái mí hiện tại, cho nên là đấy cũng nhờ chị cún là sửa cho cái dáng lông mày mới rất là tây, rất là đẹp. Cảm ơn chị cún. Lông mày cũ của Hân thì nó rất là tự nhiên, nhưng bởi vì khi mà bạn cắt mí ấy, thì cái mí của mình nó to lên ấy. Và khi cái mí to lên thì bạn cảm thấy là các bạn sẽ cảm thấy khoảng cách từ lông mày đến mắt là nó hơi bị gần, cho nên là mình phải nâng cái phần lông mày lên cho Hân. Ngày xưa thì cái lông mày của Hân thì cái độ cong nó sẽ ít hơn một chút xíu, nhưng bây giờ thì mình đã nâng độ cong lên thì sẽ cái khoảng cách từ lông mày cho đến mắt thì nó sẽ thoáng hơn, và thứ hai là nhìn trông khuôn mặt của Hân sẽ sắc sảo và nhìn trông cũng sẽ sang trọng hơn rất là nhiều. Đương nhiên là mỗi một thời điểm thì cái lông mày của mình, kể cả khuôn mặt của mình, cái tướng mặt của mình cũng thay đổi rất là nhiều, mình sẽ làm sao nó phù hợp với cái tổng thể khuôn mặt của mình trong thời gian đấy. Về sợi thì với cái công nghệ mới này thì sợi nó sẽ ăn mực tốt hơn này, giữ màu đẹp hơn này, sợi nó sẽ không bị đứt sợi như cái công nghệ cũ, sợi nó sẽ liền mạch hơn, và đương nhiên là nó mượt mà hơn, nó đẹp hơn, tự nhiên hơn thì nó sẽ chơi được lâu hơn rồi. Đấy cũng là một cái ưu điểm so với những cái công nghệ cũ. Và càng ngày công nghệ nó càng phát triển thì cái nó sẽ càng bớt dườm già, cái bớt đau đớn, và thứ hai nữa là nó sẽ đẹp hơn, tự nhiên hơn, chơi bền hơn nhiều. Đây là một cái công nghệ mà hot nhất hiện nay, và tất cả hầu như là đến 99% khách hàng đến DK đều sử dụng công nghệ này. Và các bạn có thể nhìn thấy lông mày nhìn trông rất là bay bổng đúng không ạ, sợi rất là tự nhiên. Và ngoài ra ấy, thì trong cái quá trình làm ấy, cái công nghệ này á, nó sẽ đi đưa mực vào dưới da của mình nhưng mà không hề gây đau đớn hay khó chịu gì cả đúng không Hân? Lần trước làm điêu khắc thì bạn Hân cũng nói rất là rõ là không đau rồi, bởi vì là mình sử dụng dao, nhưng mà đến lần này mình sử dụng cả kim máy thì bạn ấy cũng không hề cảm thấy đau đớn đâu, bởi vì trong quá trình làm đã được ủ tê và trợ tê đến 2 lần đúng không ạ? Trước khi làm thì cũng hơi lo, bởi vì là da của em ấy hút cái mực cũ đi thì em cũng sợ là liệu có ảnh hưởng gì không, mà làm thì hoàn toàn không có cảm giác gì hết, vẫn rất là nhẹ nhàng. Mà vốn bình thường da của em cũng rất là mỏng rồi, nhưng mà trong quá trình làm thì không đau đớn gì cả, rất là da của Hân thì rất là mỏng, nước mô khá nhiều, nhưng không vấn đề gì cả. Quan trọng là kỹ thuật của cái người chuyên gia làm để làm sao mà cái da của mình ấy nó căng đúng cái lực và cái độ sâu đúng ở trên cái tầng da đó, thì nó sẽ không khiến da các bạn tổn thương. Những cái da nào mà mỏng quá mà chúng ta cái lực tay chúng ta không tốt thì dễ khiến da của chúng ta bị sẹo hoặc bị hằn rất là rõ, nhưng mà với những người chuyên gia mà tay nghề tốt thì điều đấy các bạn không cần phải lo lắng các bạn. Và quay đem với mọi người một chút xíu nhân tiện, đây là cả môi của Hân nữa. Môi của Hân là làm bao lâu rồi nhỉ? Đấy, làm từ hồi tháng 1 2018. Rất là lâu rồi, đến bây giờ các bạn nhìn thấy là môi của Hân vẫn rất là tự nhiên. Môi của Hân là môi tiêm cũng là một cái môi khá là khó làm, bởi vì cái việc mà đưa mực chính xác giữa cái lớp da của Hân và cái lớp tiêm bao giờ nó cũng ra nó sẽ cứng hơn so với bình thường, cho nên cái người chuyên gia xử lý làm sao để môi tiêm mà bong ra vẫn đều màu mượt mà, và các hạt mực ấy nó trong nó giải đều trên môi ấy, đấy cũng là một điều rất là khó. Cho nên là trong một thời gian hơn 2 năm mà môi vẫn giữ được màu tự nhiên mà mực không hề bị xỉn, không hề bị tối, đấy cũng là một cái điều rất là quan trọng. Rất nhiều khách hàng nói rằng là môi mình đã làm ở chỗ khác rồi và tại sao vài tháng sau lại bị xỉn tối đi, đấy là bởi vì do cái chất lượng mực, trong mực chứa quá nhiều những oxit sắt hoặc những oxit kim loại, rồi là những chì thủy ngân quá nhiều thì sẽ khiến cho môi chúng ta xỉn rất là nhanh. Nhưng mà đối với mực hữu cơ thì các bạn nhìn thấy là hoàn toàn rất là tự nhiên, rất là trong trẻo. Sau hơn 2 năm rồi thì Hân vẫn giữ được vẻ xinh xắn như thế, nhưng mà bây giờ còn lady và sắc sảo hơn rất là nhiều. Cảm ơn Hân rất là nhiều nhé. Không biết Hân có gì gửi gắm với các bạn không? Nói chung là trước đây thì
như em cũng vừa chia sẻ đấy là mình cũng đã từng phun lông mày rồi, và ở thời điểm đấy thì bởi vì là bản thân em thì em chưa được nhìn thấy những cái cặp lông mày mà nó đi sợi tự nhiên như là ở đi cây, thì đến khi mà nhìn những cái sản phẩm của chị Cún thì thật sự là rất là ưng ý và muốn là mình được sở hữu những cái lông mày như vậy. Còn đối với môi cũng thế, ngày xưa nhìn các cô ấy cái viền môi rất là đậm, nhưng mà khi mà làm môi ở đi cây thì màu môi rất là trong, nó không bị già, cho nên là cực kỳ hài lòng. Và bây giờ mỗi buổi sáng ngủ dậy đã thấy mình xinh rồi, đi ngủ cũng xinh nữa, cho nên là thấy rất là tiết kiệm thời gian cho cái việc trang điểm hàng ngày. Vậy nên là nếu như bạn nào mà chưa làm lông mày và môi thì hãy nhanh nhanh làm cái combo này cho mình để lúc nào cũng xinh xắn và tự nhiên nhé. Hãy đến với đi cây. Cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại các em trong những livestream tiếp theo. Bye bye.